Sáng nay, Liên hoan phim lần thứ 22 đã chính thức khai mạc tại thành phố Huế. Đây là sự kiện văn hóa nghệ thuật quốc gia nhằm biểu dương các nghệ sĩ điện ảnh, các tác phẩm điện ảnh xuất sắc. Với vai trò chủ nhà, Thừa Thiên Huế, thành phố Huế và công chúng điện ảnh Huế kỳ vọng đây sẽ là cơ hội quảng bá hình ảnh của một vùng đất di sản, thành phố festival. Tham dự lễ khai mạc và họp báo có Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình cùng đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng Việt Nam. Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh, trong hơn 2 năm qua, hoạt động điện ảnh trên thế giới và trong nước đều bị đình trệ. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của các nhà làm phim, các nghệ sĩ, số lượng tác phẩm gửi đến dự thi liên hoan phim năm nay tăng cao với 126 tác phẩm điện ảnh của 39 doanh nghiệp sản xuất phim trên cả nước. Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22 với sự góp mặt của nhiều tác phẩm có giá trị sẽ trở thành dấu ấn văn hóa nghệ thuật tiêu biểu của năm 2021, góp phần giới thiệu với công chúng về nền nghệ thuật điện ảnh Việt Nam tiên tiến mang đậm đà bản sắc dân tộc đã hình thành và phát triển trong gần 70 năm qua và hội nhập với thế giới để trở thành một ngành công nghiệp văn hóa phát triển. Thưa quý vị và các bạn, với khẩu hiệu xây dựng nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc, hiện đại và văn minh, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22 được tổ chức tại Huế lần này sẽ mang đến cho công chúng 126 tác phẩm gồm nhiều thể loại và sẽ được công chiếu miễn phí trên 4 cụm rạp trên địa bàn thành phố và được phát trên ứng dụng VTV Go. Và đặc biệt là 4 bộ phim được quay bối cảnh tại Huế cũng sẽ được mang đến cho khán giả lần này để đưa đến một hình ảnh Huế thân thiện, mến khách, đậm đà bản sắc dân tộc và tiến đến xây dựng Huế trở thành một phim trường của Việt Nam. Lễ khai mạc liên hoan phim lần thứ 22 được xây dựng mang đậm phong cách Huế với những tiết mục nhã nhạc cung đình, châu văn vẻ đẹp cổ đô. Ban tổ chức và cả khách mời cùng mang trang phục áo dài ngũ thân nhằm quảng bá và tôn vinh áo dài, giúp đẩy mạnh việc thực hiện đề án Huế kinh đô áo dài Việt Nam. Tại liên hoan phim năm nay, kinh phí cho từng hạng mục giải thưởng cũng tăng so với trước đây. Giải thưởng bông sen vàng phim truyền năm nay được thưởng 60 triệu đồng. Bông sen vàng cho cả thể loại phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình là 30 triệu đồng. Năm nay thì phải nói rằng là cũng là một cái liên hoan phim mà trong phim truyện có rất nhiều dòng phim, rất là nhiều những cái khuynh hướng mới, những cái diễn tả thực trạng của xã hội được mô tả. Năm nay thì có cái sự bứt phá của cái những cái dòng phim mà có doanh thu lớn, thì vì vậy rằng là có thể là trong cái đợt liên hoan phim này chúng ta sẽ có rất là nhiều bất ngờ đối với cái thể loại phim truyện này. Với đặc điểm của một kỳ liên hoan phim diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22 xác định yêu cầu, mục tiêu đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 đặt lên hàng đầu, đồng thời linh hoạt thích ứng trong điều kiện bình thường mới. Trong 3 ngày diễn ra liên hoan, nhiều sự kiện văn hóa nghệ thuật sẽ được tổ chức, góp phần quảng bá, giới thiệu đất nước, con người, du lịch Việt Nam và tỉnh Thừa Thiên Huế.